tìm hiểu là quản lý bán hàng đấy bao gồm chức năng gì, ta làm sao, việc sử dụng sẽ như thế nào, giao diện nó là như thế nào, mình có thể phải tìm hiểu được đối với cái hệ thống mà đã có từ trước đây và những cái dự án mà nó tương tự như thế để mọi người đưa ra để mọi người tìm hiểu. Thậm chí mọi người có thể đưa ra cho khách hàng là sẵn khách hàng bảo phải làm như thế này mới đúng, nhưng mình có thể là mình tham khảo là có kinh nghiệm là mình làm cái dự án như thế này rồi, phải làm như thế này thì mới hợp lý. Thì cũng có thể là đưa ra mình tham khảo lại với khách hàng luôn luôn là cách mình làm mình có thể đưa ra những cái tiền cho khách hàng, tức là bởi vì khách hàng các bạn những yêu cầu của khách hàng đưa ra có thể là cũng chưa đầy đủ, chưa trọn vẹn. Cái việc phân tích quay mừng này là cái việc cả dự án sẽ phải làm, thì tester sẽ phải làm kỹ hơn, thì tester là người sẽ phải đảm bảo cái dự án của mình đi theo đúng cái yêu cầu này. Thì sau khi mà mọi người nhận được yêu cầu rồi đúng không, thì mọi người phải lên một cái kế hoạch. Thì bất cứ làm một cái dự án nào hay mọi người vẫn sẽ làm cái việc gì, bắt đầu khi nào, ra sao, cần bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu, cụ thể như mọi người trong dự án của người để tính theo cả WhatsApp đúng không? Mình mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu người để tham gia cái này, làm việc làm cái test plan này, test plan bao gồm những cái gì, bao gồm mọi người sẽ đưa ra những cái đầu việc chính này, những cái deadline, tức là cái thời hạn, cái việc này là gì, là bao lâu, thì cái việc đưa ra cái deadline ấy,